Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các thượng đế. Báo cáo với các thượng đế, bây giờ là 16 giờ 35 phút ngày 24 tháng 8 năm 2023. Bên vận chuyển lại tiếp tục giao cho mình một thùng xốp. Cảm ơn em nhá. Bỏ vào cái chỗ râm mát này xem cái thùng xốp này là cái gì. Đây. Đấy. Vẫy tay chào nhau. Thùng xốp này rất chi là đẹp. Thùng xốp này rất chi là đẹp, màu vàng. Bên trong thì lại chắc là lại là loa đài rồi nhá. Đấy. Quay tứ phía rồi. Không bị vỡ, không bị nứt, không bị bể. Trân trọng cảm ơn bên đơn vị vận chuyển đã coi như thế là vận chuyển cái thùng hàng này của một người anh em đến bản của lão nông mà lại còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không móp méo. Một lần nữa trân trọng cảm ơn đơn vị vận chuyển. Người gửi này: Nguyễn Đình Lược, 129 Phan Văn Trị, phường 14 Bình Thạnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ mà lại mở ra nhá. Thì trong quá trình mở ra thì lại phải nhờ vào sự hỗ trợ của hai chi dưới để xem thì mới mở ra được. Đấy, nên là các thượng đế xem bản của lão nông. Quay lên đây để xem ô tô. Quay lên đây để xem ô tô. Bí ba bí bô mà bé tập lái ô tô. Đấy, đã mở ra rồi. Đã mở ra rồi, xin thưa các thượng đế, đã mở ra rồi. Này là ni lông, dây bóng. Úi dồi ôi, đóng gói cẩn thận quá. Chèn xốp này chắc chắn lắm, không có độ xê dịch. Ngày hôm nay, thế là ngày hôm nay, ngày hôm qua, chắc một vài ngày nữa là cũng tạm dừng nhận hàng thôi, chứ nhiều hàng lắm rồi. Tại phải để giải quyết hết thì mới dám nhận. Ôi giời ơi, lại là gian. Ngày này ngày đào ở đâu ra cái cục giàn nội địa. Nhìn cứ như kiểu loa kẹo kéo ấy. Đây. Một loa của hãng Sony. Có cả băng cassette, có cả radio. Cứ như kiểu cái loa kẹo kéo ấy, đóng cái thùng. Ui, cửa băng vẫn còn ra, may quá. Mà cái này nhạy thật, ấn phát ra ngay nhá. Nó nghĩa nó phải ra từ từ thì tốt, chứ là ra ngay là không được tốt. Ra ngay là chưa được ưng cái bụng, đúng không? Nó phải ra từ từ. Đây. Cái này là nội địa là chắc rồi, CM11 nội địa là chắc rồi. Hai cái loa. Ô đây, cái này không có loa. AC input. Điện áp vào chắc là 100V rồi. Đây. Chứ đưa bia chả nhìn thấy cái gì. Chữ bé trái nhìn thấy cái gì. Cả radio và băng cassette. Thôi đã coi như thế là quay lại cái thùng hàng của một người anh em ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh gửi đến cho lão nông. Xin phép dừng video ở đây. Trân trọng cảm ơn. Chào thân ái. Merci beaucoup. Trên kia nhiều ô tô lắm.